Đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp giá rẻ tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2 sâu 12m, thiết kế một trệt hai lầu, có 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh và có sân thượng phía sau để chúng ta giặt đồ. Căn nhà rất đẹp, chỉ có giá bán là 5 tỷ 550 triệu đồng thôi, giá vẫn còn thương lượng nha. Hẻm xe hơi của trục đường chính Phan Huy Ích nha anh chị. Đường trước nhà thì rộng phải tầm 5-6 mét, đường cụt và nằm trong khu nhà dân. Con đường xe hơi nha anh chị. Căn nhà mình hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Mặt tiền theo mẫu hiện đại rất đẹp, rất là sang nha quý vị. Chúng ta sẽ được ốp nhựa đỏ và trang trí phía dưới sẽ có hai lớp cổng này. Một lớp cổng sắt vào bên trong thì có cửa nhôm sifa. Phía ngoài này chúng ta có khoảng sân để cho chúng ta đậu xe máy nha, rất là dài. Khoảng sân thì đậu phải được 5 cái xe máy ngoài này. Giá bán chỉ có 5 tỷ 550 triệu đồng thôi, 3 con 5. Anh chị cô chú nào đang quan tâm thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Và di chuyển vào trong đây sẽ là phòng khách. Phòng khách thì chúng ta được tặng lại bộ sofa kèm với tivi, trần thạch cao, đèn chùm. Rất đẹp luôn nha quý vị. Nhà xây mới hoàn toàn năm 2022. Và di chuyển vào trong đây thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp nha. Cầu thang đúc rộng tầm 80, ốp đá hoa cương. Phòng bếp thì chúng ta cũng có tủ rượu, tủ bếp, có bàn ăn. Gạch ốp cao lên hết tường luôn. Căn nhà hướng Tây Bắc, ngang 4m2, dài 12m, giá bán là 5 tỷ 550 triệu đồng nha. Hẻm trước nhà rộng 6m, hẻm xe hơi. Căn nhà rất đẹp nha quý vị. Anh chị cô chú nào quan tâm thì chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà Bá Hưng nha. Khu vực đây chúng ta được tặng lại tivi, tặng sofa. Trên thì có đèn chùm. Rất đẹp và sang trọng nha. Cầu thang ốp đá hoa cương. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ. Nhà này thì có 3 phòng ngủ luôn. Chúng ta có giường, nệm, máy lạnh. Rất đẹp nha quý vị. Ban công đúc 1m2, cửa nhôm sifa, rèm cửa đầy đủ. Nhà mình hẻm cụt. Một căn nhà giá rẻ, rất đẹp luôn. Và di chuyển vào phía trong đây sẽ là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng này thì chúng ta được tặng giường đệm máy lạnh nữa, 3 phòng full nội thất, giường đệm máy lạnh hết luôn. Full hết nội thất luôn, ngang 4m2 sâu 12m. Có máy lạnh, giường đệm, nhà hẻm 6m nha, giá bán chỉ có 5 tỷ 550 triệu đồng thôi. Và di chuyển lên phía trên cùng sẽ là khu vực phòng ngủ số 3 và khu vực đây, phòng ngủ số 3 thì cũng rộng rãi như bên dưới nha, cũng có ban công, trệt hai lầu, 3 phòng ngủ rất là rộng, khá rộng rãi nha anh chị. Phía bên đây thì chúng ta sẽ có toilet số 3 này và khu vực để máy giặt, khu vực đường ống máy giặt ở đây, ta để máy giặt bên này. Phía sau cùng sẽ là khu vực sân thượng phơi đồ, đã được làm khung sắt, có cầu thang ra di chuyển lên trên. Và video của em đến đây là kết thúc rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.